Chào mọi người đã đến với chương trình radio Tĩnh Nguyện Buổi Sáng. Mỗi buổi sáng thì lại mới luôn sự thành tín Ngài là lớn lắm. Lời Chúa là thức ăn thuộc linh cho chúng ta mỗi ngày, để đắc thắng cám dỗ, tội lỗi xác thịt xung quanh chúng ta. Ngài bổ lại linh hồn bạn, dẫn bạn vào các lối công bình. Vì cớ danh Ngài, Chúa thêm sức mới cho bạn, Chúa thêm lên cho bạn đức tin. Mỗi ngày càng gần Chúa và giống Chúa hơn, và có mối quan hệ mật thiết với Chúa mỗi ngày. Chúa yêu bạn rất nhiều. Chương 19. Ahab thuật lại cho Jezabel mọi điều Eli đã làm và người đã dùng gươm giết hết thảy tiên tri Ba-an làm sao. Jezabel sai một sứ giả đến Eli mà nói rằng: nếu ngày mai trong giờ này ta không xử mạng sống ngươi như mạng sống của một người trong chúng nó, nguyện các thần đãi ta cách nặng nề. Vì vậy Eli sợ hãi, đứng dậy chạy đi đặng cứu mạng sống mình. Đến tại Be'er-sheba thuộc về Juda, người để tôi tớ mình lại đó, còn người vào đồng vắng, đường đi ước một ngày, đến ngồi dưới cây giếng viên xin chết mà rằng: ôi Đức Giê-hô-va, đã đủ rồi, hãy cất lấy mạng sống tôi, vì tôi không hơn gì các tổ phụ tôi. Đoạn người nằm ngủ dưới cây giếng viên, có một thiên sứ đụng đến người và nói rằng: hãy trỗi dậy và ăn. Người nhìn thấy nơi đầu mình một cái bánh nhỏ nướng trên than và một bình nước. Người ăn uống rồi lại nằm. Thiên sứ của Đức Giê-hô-va đến lần thứ nhì đụng người và nói rằng: hãy trỗi dậy và ăn, vì đường xa quá cho ngươi. Vậy người trỗi dậy ăn và uống. Rồi nhờ sức của lương thực ấy, người đi 40 ngày và 40 đêm cho đến Horeb, là núi của Đức Chúa Trời. Đến nơi, người đi vào trong hang đá ngủ đêm ở đó. Và kìa, có lời của Đức Giê-hô-va phán với người rằng: hỡi Eli, ngươi ở đây làm chi? Người thưa rằng: tôi đã rất nóng nảy sốt sắng vì Giê-hô-va Đức Chúa Trời vạn quân, vì dân Israel đã bội giao ước Ngài, phá hủy các bàn thờ Ngài, dùng gươm giết những tiên tri Ngài. Chỉ một mình tôi còn lại, và họ cũng kiếm thế cất mạng sống tôi. Đức Chúa Trời phán với người rằng: hãy đi ra, đứng tại trên núi trước mặt Đức Giê-hô-va. Này Đức Giê-hô-va đi ngang qua, có một ngọn gió mạnh thổi dữ tợn trước mặt Ngài, xé núi ra và làm tan nát các hòn đá, nhưng không có Đức Giê-hô-va trong trận gió. Sau trận gió có cơn động đất, nhưng không có Đức Giê-hô-va trong cơn động đất. Sau cơn động đất có đám lửa, nhưng không có Đức Giê-hô-va trong đám lửa. Sau đám lửa có một tiếng êm dịu nhỏ nhẹ. Khi Eli vừa nghe tiếng đó, thì lấy áo tơi bao phủ mặt mình, đi ra đứng tại nơi miệng hang. Này có một tiếng phán với người rằng: hỡi Eli, ngươi làm chi đây? Người thưa rằng: tôi rất nóng nảy sốt sắng vì Giê-hô-va Đức Chúa Trời vạn quân, vì dân Israel đã bội giao ước của Ngài, phá hủy các bàn thờ Ngài, dùng gươm giết những tiên tri Ngài. Chỉ một mình tôi còn lại, và họ cũng tìm cách cất mạng sống tôi. Nhưng Đức Giê-hô-va đáp với người rằng: hãy bắt con đường đồng vắng đi đến Đa-mách. Khi đến rồi, ngươi sẽ xức dầu cho Hasael làm vua Syri. Ngươi cũng sẽ xức dầu cho Jehu, con trai của Nimshi làm vua Israel. Và ngươi sẽ xức dầu cho Elishe, con trai Sa-phát ở Aben-mê-hô-la làm tiên tri thế cho ngươi. Ai thoát khỏi gươm của Hasael sẽ bị Jehu giết. Ai thoát khỏi gươm của Jehu sẽ bị Elishe giết. Nhưng ta đã để dành lại cho ta trong Israel 7.000 người không có quỳ gối xuống trước mặt ba anh, và môi họ chưa hôn nó. Từ đó Eli đi gặp Elishe, con trai của Sa-phát, đang cài có 12 đôi bò trước mặt mình. Chính người cầm đôi thứ 12. Eli đi ngang qua người, ném áo choàng mình trên người. Elishe bèn bỏ bò mình, chạy theo Eli mà nói rằng: xin cho phép tôi hôn cha và mẹ tôi đã, đoạn tôi sẽ theo ông. Eli đáp: hãy đi và trở lại, vì ta nào có làm gì cho ngươi đâu. Elishe bèn lìa khỏi Eli trở về, bắt một đôi bò giết đi, và lấy cày làm củi mà nấu thịt nó, rồi cho các tôi tớ mình ăn. Đoạn người đứng dậy đi theo Eli và hầu việc người. Chương 20. Ben-hadad vua Syria
hiệp hết thảy quân lính mình, có 32 vua theo người cùng ngựa và xe. Người đi lên vây Samari và hãm đánh nó. Người sai sứ giả đến Ahab vua Israel ở trong thành và nói với người rằng: Ben-Hadad nói như vậy: bạc và vàng của ngươi thuộc về ta, các cung phi và những con cái tốt nhất của ngươi cũng thuộc về ta. Vua Israel đáp: hỡi vua chúa tôi, cứ như lời vua nói, tôi và mọi vật của tôi đều thuộc về vua. Nhưng các sứ giả trở lại cùng vua Israel mà nói rằng: Ben-Hadad nói như vậy, ta đã sai sứ đến cùng ngươi rằng, hãy đưa bạc vàng cung phi và các con trai ngươi cho ta. Thế thì ngày mai giờ này, ta sẽ sai các đầy tớ ta đến nhà ngươi. Chúng nó sẽ lục soát nhà ngươi và nhà của tôi tớ ngươi. Phàm món gì của ngươi lấy làm quý trọng, chúng nó sẽ lấy đem đi. Vua Israel bèn đòi hết thảy trưởng lão trong xứ mà nói rằng: hãy xem xét và biết rằng người này toan mưu làm hại chúng ta, vì người đã sai sứ đòi các cung phi, con cái, bạc và vàng của ta, và ta không có từ chối gì hết. Các trưởng lão và cả dân sự đều tâu với vua rằng: đừng nghe và chớ chịu chi hết. Vậy Ahab đáp cùng sứ giả của Ben-Hadad rằng: hãy nói với vua chúa ta, mọi điều vua đòi tôi tớ vua làm lần thứ nhất tôi sẽ làm, nhưng điều này tôi không thể làm được. Các sứ giả đi thuật lại lời đó cho Ben-Hadad. Ben-Hadad lại sai sứ nói rằng: nếu bụi cát ở Samari đủ lấp đầy lòng bàn tay của các chiến sĩ theo ta, nguyện các thần giáng tai họa cho ta nặng nề. Nhưng vua Israel đáp: hãy nói với vua rằng, người mặc áo giáp chớ khoe mình như người cổi nó ra. Ben-Hadad đang uống rượu với các vua trong trại, vừa nghe được các lời này thì nói cùng các đầy tớ mình rằng: hãy dàn trận đi. Chúng bèn dàn trận đặng hãm đánh thành. Vả có một tiên tri đến gần Ahab vua Israel mà nói rằng: Đức Giê-hô-va phán như vậy, ngươi thấy đoàn binh rất đông này chăng? Kìa, ngày nay ta sẽ phó nó vào tay ngươi, và ngươi sẽ biết ta là Giê-hô-va. Ahab thưa rằng: dùng ai? Người đáp: Đức Giê-hô-va phán như vậy, dùng những kẻ tôi tớ của các quan cai hằng tỉnh. Người tiếp: ai sẽ giao chiến? Tiên tri đáp: chính vua. Ahab soát điểm những tôi tớ của các quan cai hằng tỉnh, có được 232 người. Kế sau, người soát điểm cả dân Israel được 7.000 người. Ban trưa, họ kéo đi ra. Song Ben-Hadad uống rượu say tại trại mình với 32 vua giúp đỡ người. Những tôi tớ của các quan cai hằng tỉnh đi ra trước. Ben-Hadad sai kẻ hỏi dọ. Người ta báo lại cho người rằng, có người từ Samari kéo ra. Người đáp: chúng nó đến hoặc có ý cầu hòa hãy bắt sống lấy, hoặc có ý chiến tranh cũng hãy bắt sống lấy. Vậy, những tôi tớ của các quan cai hàng tỉnh kéo ra thành và đạo quân đi theo. Ai nấy đánh kẻ nghịch mình. Quân Syri chạy trốn và Israel rượt đuổi theo. Ben-Hadad vua Syri lên ngựa thoát chạy với một vài lính kỵ. Vua Israel bèn kéo ra đánh giết ngựa xe, làm cho dân Syri thua trận cả thể. Bây giờ đấng tiên tri đến gần vua Israel nói rằng: vua hãy đi làm cho mình mạnh mẽ, và hãy xem xét coi chừng điều mình phải làm, vì năm tới vua Syri sẽ đến đánh vua nữa. Các đầy tớ của vua Syri nói với người rằng: thần của chúng nó là thần núi, cho nên chúng nó mạnh hơn chúng ta. Nhưng chúng ta hãy giao chiến với chúng nó dưới đồng bằng, quả chúng ta sẽ thắng hơn chúng nó. Lại khá làm điều này, hãy cất các vua khỏi chỗ làm đầu binh, lập những quan cai thế vào cho. Đoạn hãy điểm lấy một đạo quân giống như đạo quân của vua đã mất, bằng số ngựa và xe ấy. Chúng ta sẽ giao chiến với dân Israel tại trong đồng bằng, quả chúng ta sẽ thắng hơn chúng nó. Vua bèn nghe lời đầy tớ mình và làm theo. Năm tới,
Ben-Hadad điểm soát dân Syria và đi đến Aphek đặng giao chiến cùng Israel. Dân Israel cũng bị điểm soát và sắm lương thực đi đón chúng nó. Dân Israel đóng trại đối mặt dân Syria giống như hai bầy dê nhỏ, còn dân Syria đầy khắp cả xứ. Bây giờ người của Đức Chúa Trời đến gần vua Israel mà nói rằng: Đức Giê-hô-va phán như vậy, bởi vì dân Syria có nói rằng Đức Giê-hô-va là thần núi chứ chẳng phải thần trũng, nên ta sẽ phó đoàn binh rất đông đảo này vào tay ngươi, và các ngươi sẽ biết ta là Giê-hô-va. Hai bên đóng trại đối ngang nhau trong 7 ngày. Ngày thứ 7 họ giao chiến nhau. Dân Israel đánh dân Syria, trong một ngày giết họ 10 vạn lính bộ. Còn sót lại chạy trốn ẩn trong thành Aphek. Song những vách thành sập ngã, đè 27.000 người đã thoát khỏi trận. Ben-Hadad cũng chạy trốn vào thành, ẩn trong một phòng kín. Các đầy tớ Ben-Hadad tâu cùng người rằng: Chúng tôi có nghe rằng các vua nhà Israel vốn nhân từ. Vì vậy, xin cho chúng tôi thắt bao nơi lưng, vấn dây trên đầu, rồi chúng tôi ra hàng vua Israel, hoặc người để cho vua sống chăng. Họ bèn thắt bao nơi lưng, vấn dây trên đầu, rồi ra hàng vua Israel và tâu rằng: Ben-Hadad, kẻ tôi tớ vua cầu rằng, xin vua để cho tôi sống. Ahab đáp rằng: Người còn sống chăng? Người vốn là anh ta. Chúng lấy sự ấy làm một điềm lành, lật đật nhận lời và la lên rằng: Ben-Hadad thật anh vua. Ahab tiếp rằng: Hãy đi vời người đến cho ta. Ben-Hadad bèn đến ra mắt Ahab, người mời Ben-Hadad lên xe mình. Ben-Hadad nói với người rằng: Tôi sẽ trao lại cho vua các thành mà cha tôi đã chiếm lấy của cha vua, và vua sẽ lập chợ phố cho vua tại Đa-mách, y như cha tôi đã làm tại Samari. Ahab đáp: Còn ta sẽ thuận giao ước này mà để cho ngươi đi về. Vậy Ahab lập giao ước với Ben-Hadad, đoạn để cho người đi. Bấy giờ có một người trong vòng các con trai tiên tri vâng lệnh Đức Giê-hô-va nói với bạn mình rằng: Tôi xin anh hãy đánh tôi. Người bạn không chịu đánh người. Người tiếp rằng: Bởi vì anh không vâng theo lời phán dặn của Đức Giê-hô-va, nên liền khi anh lìa khỏi tôi sẽ có một con sư tử giết anh. Bạn lìa khỏi người thì gặp một con sư tử giết người đi. Tiên tri gặp một người khác và nói rằng: Ta xin ngươi hãy đánh ta. Người ấy đánh tiên tri và làm cho người bị thương. Đoạn tiên tri đi, đứng đợi trên đường vua, sủ khăn bịt xuống mắt mình mà giả dạng. Khi vua đi ngang qua, người cất tiếng la lên và nói với vua rằng: Tôi tớ vua ở giữa chiến trận, thì có người dẫn đến cùng tôi một kẻ phu tù và biểu rằng: Hãy giữ người này, sải nó thoát khỏi thì mạng sống ngươi sẽ thường cho mạng sống nó, hay là ngươi phải thường một ta lân bạc. Song trong khi kẻ tôi tớ vua mắc chuyện đây đó, thì tên phu tù trốn đi. Vua Israel đáp rằng: Ấy là sự đoán xét của ngươi, chính ngươi đã định lấy. Lập tức người vén khăn che mắt mình lên. Vua Israel nhìn biết là một người trong vòng các tiên tri. Tiên tri bèn nói rằng: Đức Giê-hô-va phán như vậy, bởi vì ngươi để thoát khỏi tay ngươi kẻ ta đã định đáng tận diệt, vậy nên mạng sống ngươi sẽ thế cho mạng sống nó, và dân sự ngươi thế cho dân sự nó. Vua Israel bèn trở về cung điện mình tại Samari, lấy làm buồn rầu và giận dữ. Chương 11. Có một ngày, Đức Chúa Giê-xu cầu nguyện ở nơi kia. Khi cầu nguyện xong, một môn đồ thưa Ngài rằng: Lạy Chúa, xin dạy chúng tôi cầu nguyện cũng như dân đã dạy môn đồ mình. Ngài phán rằng: Khi các ngươi cầu nguyện, hãy nói: Lạy Cha, danh Cha được thánh, nước Cha được đến. Xin cho chúng tôi ngày nào đủ bánh ngày ấy. Xin tha tội chúng tôi vì chúng tôi cũng tha kẻ mít lòng mình. Và xin chớ đem chúng tôi vào sự cám dỗ. Đoạn Ngài phán cùng môn đồ rằng: Nếu một người trong các ngươi có bạn hữu nửa đêm đến nói rằng: Bạn ơi,
cho tôi mượn 3 cái bánh, vì người bạn tôi đi đường mới tới, tôi không có chi đãi người. Nếu người kia ở trong nhà trả lời rằng, đừng khuấy rối tôi, cửa đóng rồi, con cái và tôi đã đi ngủ, không dậy được mà lấy bánh cho anh. Ta nói cùng các ngươi, dù người ấy không chịu dậy cho bánh vì là bạn mình, nhưng vì cớ người kia làm rộn, sẽ dậy và cho người đủ sự cần dùng. Ta lại nói cùng các ngươi, hãy xin sẽ ban cho, hãy tìm sẽ gặp, hãy gõ cửa sẽ mở cho. Vì hễ ai xin thì được, ai tìm thì gặp, và sẽ mở cửa cho ai gõ. Trong các ngươi có ai làm cha, khi con mình xin bánh mà cho đá chăng? Hay là xin cá mà cho rắn thay vì cá chăng? Hay là xin trứng mà cho bọ cạp chăng? Vậy nếu các ngươi là người xấu, còn biết cho con cái mình vật tốt thay, huống chi cha các ngươi ở trên trời lại chẳng ban Đức Thánh Linh cho người xin Ngài? Đức Chúa Giê-xu đuổi một quỷ câm. Khi quỷ ra khỏi, người câm liền nói được. Dân chúng đều lấy làm lạ. Song có mấy kẻ nói rằng, người này nhờ Bê-in-xê-bun là chúa quỷ mà trừ quỷ. Kẻ khác muốn thử Ngài thì xin Ngài một dấu lạ từ trời xuống. Đức Chúa Giê-xu biết ý tưởng họ, bèn phán rằng, nước nào tự chia rẽ nhau thì tan hoang, nhà nào tự chia rẽ nhau thì đổ xuống. Vậy nếu quỷ Sa-tan tự chia rẽ nhau thì nước nó còn sao được? Vì các ngươi nói ta nhờ Bê-in-xê-bun mà trừ quỷ. Nếu ta nhờ Bê-in-xê-bun mà trừ quỷ thì con các ngươi nhờ ai mà trừ quỷ? Bởi vậy chính con các ngươi sẽ làm quan án các ngươi. Nhưng nếu ta cậy ngón tay Đức Chúa Trời mà trừ quỷ thì nước Đức Chúa Trời đã đến nơi các ngươi rồi. Khi một người mạnh sức cầm khí giới giữ cửa nhà mình thì của cải nó vững vàng. Nhưng có người khác mạnh hơn đến thắng được thì cướp lấy khí giới người kia đã nhờ cậy và phân phát sạch của cải. Phàm ai không theo ta thì nghịch cùng ta, ai không thâu hiệp với ta thì tan lạc. Khi tà ma đã ra khỏi một người thì đi dông dài các nơi khô khan để kiếm chỗ nghỉ. Kiếm không được thì nó nói rằng, ta sẽ trở về nhà ta là nơi ta mới ra khỏi. Nó trở về, thấy nhà quét sạch và dọn dẹp tử tế, bèn đi rủ 7 quỷ khác dữ hơn mình vào nhà mà ở. Vậy, số phận người này lại khốn khổ hơn phen trước. Đức Chúa Giê-xu đương phán những điều ấy. Có một người đàn bà ở giữa dân chúng cất tiếng thưa rằng, phước cho dạ đã mang Ngài, và vú đã cho Ngài vú. Đức Chúa Giê-xu đáp rằng, những kẻ nghe và giữ lời Đức Chúa Trời còn có phước hơn. Khi dân chúng nhóm lại đông lắm, Đức Chúa Giê-xu phán rằng, dòng dõi này là dòng dõi độc ác. Họ xin một dấu lạ, song sẽ không cho dấu lạ nào khác hơn dấu lạ của Giô-na. Vì Giô-na là dấu lạ cho dân thành Ninive, thì cũng một thể ấy, con người sẽ là dấu lạ cho dòng dõi này. Đến ngày phán xét, nữ hoàng Nam Phương sẽ đứng dậy với người của dòng dõi này và lên án họ. Vì người từ nơi đầu cùng đất đến nghe lời khôn ngoan vua Salomon, mà này, ở đây có đấng hơn vua Salomon. Đến ngày phán xét, dân thành Ninive sẽ đứng dậy với người của dòng dõi này và lên án họ. Vì dân ấy đã nghe lời Jonah giảng dạy và ăn năn, mà này, ở đây có đấng hơn Jonah. Không ai thắp đèn mà để chỗ khuất hay là dưới thùng, nhưng để trên chân đèn, hầu cho kẻ vào được thấy sáng. Mắt là đèn của thân thể. Nếu mắt ngươi sỏi sàng, cả thân thể ngươi được sáng láng. Song nếu mắt ngươi xấu thì thân thể ngươi phải tối tăm. Ấy vậy, hãy coi chừng kẻ sự sáng trong mình ngươi hóa ra sự tối chăng. Nếu cả thân thể ngươi sáng láng, không có phần nào tối tăm thì sẽ được sáng hết thảy, cũng như khi có cái đèn soi sáng cho người vậy. Đức Chúa Giê-xu đường phán, có một người Pha-ri-si mời Ngài về nhà dùng bữa. Ngài vào ngồi bàn. Người Pha-ri-si thấy Ngài không rửa trước bữa ăn thì lấy làm lạ. Nhưng Chúa phán rằng, hỡi các ngươi là người Pha-ri-si, các ngươi rửa sạch bề ngoài chén và mâm, song bề trong đầy sự trộm cướp và điều dữ.
hỡi kẻ dại dột, Đấng đã làm nên bề ngoài, há không làm nên bề trong nữa sao? Thà các ngươi lấy của mình có mà bố thí, thì mọi điều sẽ sạch cho các ngươi. Song khốn cho các ngươi, người Pha-ri-si, vì các ngươi nộp 1/10 về bạc hà, hồi hương cùng mọi thứ rau, còn sự công bình và sự kính mến Đức Chúa Trời thì các ngươi bỏ qua. Ấy là các việc phải làm, mà cũng không nên bỏ qua các việc khác. Khốn cho các ngươi, người Pha-ri-si, vì các ngươi ưa ngôi cao nhất trong nhà hội và thích người ta chào mình giữa chợ. Khốn cho các ngươi, vì các ngươi giống như mã loạn, người ta bước lên trên mà không biết. Một thầy dạy luật bèn cất tiếng nói rằng: Thưa thầy, thầy nói vậy cũng làm sỉ nhục chúng tôi. Đức Chúa Giê-xu đáp rằng: Khốn cho các ngươi nữa là thầy dạy luật, vì các ngươi chất cho người ta gánh nặng khó mang mà tự mình thì không động ngón tay đến. Khốn cho các ngươi vì các ngươi xây mồ mả các đấng tiên tri mà tổ phụ mình đã giết. Như vậy, các ngươi làm chứng và ứng thuận việc tổ phụ mình đã làm, vì họ đã giết các đấng tiên tri, còn các ngươi lại xây mồ cho. Vậy nên, sự khôn ngoan của Đức Chúa Trời đã phán rằng: Ta sẽ sai đấng tiên tri và sứ đồ đến cùng chúng nó. Chúng nó sẽ giết kẻ này, bắt bớ kẻ kia, hầu cho huyết mọi đấng tiên tri đổ ra từ khi sáng thế, cứ dòng dõi này mà đòi, là từ huyết A-bên cho đến huyết Sa-cha-ri, đã bị giết giữa khoảng bàn thờ và đền thờ. Phải, ta nói cùng các ngươi, sẽ cứ dòng dõi này mà đòi huyết ấy. Khốn cho các ngươi là thầy dạy luật, vì các ngươi đã đoạt lấy chìa khóa của sự biết, chính mình không vào, mà người khác muốn vào lại ngăn cấm không cho. Khi Đức Chúa Giê-xu ra khỏi đó rồi, các thầy thông giáo và người Pha-ri-si bèn ra sức ép Ngài dữ tợn, lấy nhiều câu hỏi khiêu chọc Ngài và lập mưu để bắt bẻ lời nào từ miệng Ngài nói ra. Thi Thiên 101. Tôi sẽ hát sướng về sự nhân từ và sự công bình. Hỡi Đức Giê-hô-va, tôi sẽ hát ngợi khen Ngài. Tôi sẽ ăn ở cách khôn ngoan trong đường trọn vẹn. Ồ, Chúa chừng nào sẽ đến cùng tôi? Tôi sẽ lấy lòng trọn vẹn mà ăn ở trong nhà tôi. Tôi sẽ chẳng để điều gì đê mạc trước mặt tôi. Tôi ghét công việc kẻ bất trung, việc ấy sẽ không dính vào tôi. Lòng gian tà sẽ lìa khỏi tôi, tôi sẽ chẳng biết sự ác. Tôi sẽ diệt kẻ lén nói hành người lân cận mình, còn kẻ nào có mắt tự cao và lòng kiêu ngạo, tôi chẳng chịu cho nổi. Mắt tôi sẽ chăm xem người trung tín trong xứ, hầu cho họ ở chung với tôi. Ai đi theo đường trọn vẹn, nấy sẽ hầu việc tôi. Kẻ nào phỉnh gạt sẽ chẳng được ở trong nhà tôi. Người nói dối sẽ không đứng nổi trước mặt tôi. Mỗi buổi mai, tôi sẽ diệt hết thảy kẻ dữ trong xứ, đặng trút mọi kẻ làm ác khỏi thành Đức Giê-hô-va. Cảm ơn Chúa lời của Ngài bày tỏ cho con. Thì giờ này chúng ta đến với Chúa trong sự cầu nguyện. Xin Thánh Linh Chúa, hãy bày tỏ cho con biết, Ngài dạy dỗ hay ấn chứng cho con điều gì qua lời của Ngài. Xin lời của Ngài được linh hồn con ăn nuốt vào trong tấm lòng và tâm trí của con mỗi ngày thêm lên lời của Ngài, để linh hồn con được tăng trưởng, thêm lên đức tin đặt để nơi Ngài. Xin Chúa cho con biết về Ngài nhiều hơn và con khát khao mối quan hệ mật thiết với Ngài nhiều hơn. Lạy Chúa, con cảm ơn Ngài, mỗi ngày mới Ngài ban cho con hơi thở để tiếp tục sống trên đất này. Con nguyện huyết báo của Chúa Giê-xu Christ thanh tẩy, tẩy sạch, bôi xóa những suy nghĩ, tư tưởng, hành động trong tâm trí, trong tấm lòng của con như: ấy là gian dâm, ô uế, lung tuồng, thờ hình tượng, phù phép, thù oán, tranh đấu, ghen ghét, buồn, giận, cãi lẫy, bất bình, bè đảng, ganh ghét, say sưa, mê ăn uống, cùng các sự khác giống như vậy. Con nguyện xin dòng huyết báu của Ngài tẩy sạch bôi xóa sự xác thịt của con không đẹp lòng Ngài ra khỏi con ngay giờ này. Bây giờ con được thánh sạch đứng trước mặt Ngài. Chúa ơi, xin hãy cáo trách và thanh tẩy khi môi miệng con nói điều dơ dáy không đẹp lòng Ngài. Xin Chúa hãy thêm sức và hướng dẫn con ăn, hoặc uống, hay là làm sự chi khác. Hãy vì sự vinh hiển Đức Chúa Trời mà làm. Xin Chúa thêm lên cho con đức tin để mỗi ngày con trông cậy nơi Chúa càng hơn. Xin Chúa thêm lên sự sức dầu trên con để con bày tỏ danh của Ngài trên chính đời sống hàng ngày của con, để con như muối của đất, ánh sáng của thế gian. Con nguyện Thánh Linh Đức Chúa Trời đổ đầy, đầy dẫy con. Chúa ơi, những bông trái của Thánh Linh, ấy là lòng yêu thương, sự vui mừng,
bình an nhị nhục, nhân từ, hiền lành, trung tín, mềm mại, tiết độ đầy dẫy trên con. Con xin Chúa thêm sức mới, thêm đức tin cho con. Xin Chúa dẫn dắt con để con đắc thắng một ngày mới trong ngày. Con cảm ơn Chúa, con dâng mọi vinh hiển tôn quý lên ba ngôi Đức Chúa Trời toàn năng và phước hạnh con nhận lãnh từ nơi Ngài. Và con thành kính dâng lên Cha lời cầu nguyện trong danh Chúa Giêsu Christ. Amen. Cảm ơn bạn đã lắng nghe. Xin Thánh Linh Chúa cho sứ điệp này để khích lệ thêm động lực bạn bước đi với Chúa mỗi ngày. Mọi đóng góp ý kiến hay góp phần dâng hiến cho chương trình xin gửi về Gmail dưỡng linh cơ đốc 2020a@gmail.com. Bạn ủng hộ chương trình bằng cách chia sẻ chương trình rộng rãi trên mạng Internet cộng đồng xã hội. Hẹn bạn dưỡng linh hàng ngày tiếp theo. Chúa yêu bạn rất nhiều.